Rồi, dạ Khánh Nguyễn và gia đình xin kính chào bà cô bác luôn. Đây ông bà cô bác ơi, bây giờ ở nhà đang chuẩn bị ăn bánh tráng cuốn đây, có đặc biệt đây là có chả chả hấp. Chả hấp là của anh Khánh chị Liễu là mua ở đặc sản Cam Ranh là mua của hai đứa cháu. Bữa hổm mà hai anh em ghi hình đó. Thì bây giờ ở nhà mới bắt đầu là sử dụng tiếp đây. Hôm nay thì cũng ăn rất là ngon luôn rồi, nhiều lắm rồi. Mà hôm nay không có dịp ghi hình, bữa nay là ở nhà Khánh sẽ ghi hình lại nha bà cô bác. Rồi đặc biệt ở đây là có thêm một cái lỗ tai heo đi, cái mũi heo nữa bà cô bác. Xu làm gì đó con? Nè Xu ơi. Rồi Xu đi xuống bàn dép nè. Rồi để Khánh chuyển máy quay lại ghi hình những hình ảnh sinh hoạt của nhà. Rồi mời bà cô bác là dùng bánh tráng cuốn nha. Bánh tráng cuốn mắm nêm. Gồm có chả, lỗ tai heo. Thì rau sống đi bún nữa rất là ngon và hấp dẫn luôn. Rồi mời ông bà cô bác là xem những diễn biến tiếp theo luôn à. Cô bác thì lão Phật gia đang đang làm mà hai con dâu đang mỗi người mỗi việc. Rồi Trang đang ấy bên kia. Rồi bé Xu là đang chạy chơi ở ngoài. Rồi. Dạ. Qua bên gì của anh đó mà. Đợi nguội nguội rồi cạo rồi cắt ra hả em? Rồi chả cá hấp nè, chả cá hấp thơm quá mẹ, rồi thơm phức luôn, ngon hết sảy. Này cuốn bánh tráng là nhức nách luôn á mẹ. Chả hấp mà thơm quá ha, chả hấp hình như thơm hơn chả chiên nữa ta, chả chiên thì nấy hơn, chả hấp nó thuộc mùi chắc làm như là ớt nó chất lượng hơn đó, mà chả chiên thì hổm là quất hết rồi, sáng ăn bánh mì à, còn miếng nãy đó. Xu ơi, hả? Đúng rồi bạn, sao cái bánh chả chiên nhỏ hơn bánh chả hấp hả mẹ ha, phải không? Cũng vậy hả? Sao thấy nó phình bự quá vậy? Chả chiên anh cũng à, chút cái nó rút rồi hả bạn. Vậy bây giờ mình ăn nhanh đi, để mình ăn nhanh là đừng cho cơ hội nó rút. Bây giờ ăn đừng đừng thấy nó nhiều. Thế mày trời ơi sao nước miếng đi chưa trời ơi. Để. Thèm chảy nước, ta nói là thèm chảy nước dãi. Dạ. Khóc cơ mà. Rồi mẹ thì ấy chả, còn giờ Khánh thì cắt tay heo. Trời bé Xu ơi, té đó con. Trời chuyển mưa rồi mẹ ơi. Trời chuyển mưa đang thui nữa rồi. Em mời cô bác ơi, đang thui thù lùi rồi. Ba đang tiếp tục xới xới đất ở ngoài đây đang bà cô bác ơi, xới đất để cho đất nó xốp lên đó, để trồng rau trồng này trồng kia nó sẽ tốt đây đó, giống như ở đây nè bà cô bác thấy rau rắp không, giáp cá nè, giáp cá đó, tốt xanh um luôn nè. Tại ở đây là gần ngay cái lưu nước á, cái một phần nữa là nước ở đây xả ra nè, lúc nào cũng ẩm ẩm hết nên là rau rồi giáp cá ở đây rất là tốt luôn, sung lắm. Ở đây được cây ớt nè, cây ớt cũng trái quá trời luôn. Ớt này là ớt không biết ớt gì nhưng mà nó dài chứ không phải giống như ớt trái nhỏ nhỏ như hôm trước không bà cô bác. Trái này chắc ớt này cũng cay lắm rồi không bà cô bác, thấy không, nó xíu mà trái quá trời luôn. Bông nữa, giờ trái nhiều mà đậu bông đâm bông cũng còn ra quá trời. Còn bên đây nữa, trên đây thì có bông bần nè, bần thì cũng có trái, có liên tục không bà cô bác ơi, nó ra hết trái này thì có trái khác à. Hổm Khánh đó, bên kia có con trái ở đây nè, để Khánh dùm lớn lên ta.
Rồi, tao mới thấy đâu rồi. Quất rồi. Tao không thấy được. Không thấy không mà cô bác ơi. Đó, 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 thấy rồi, thấy rồi, đây, đây. Đó, ông bà đó thấy không? Đó, được trái bần đây. À, đó, đường trái bần. Trời ơi. Đó, 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 rồi. Rồi, đất. Trời, giông gió rồi nè, giông gió quá trời luôn. Mưa, chuẩn bị mưa tới nữa. Hôm nay giờ mùa mưa rồi. Đây mà cô bác ơi, giờ ba mẹ con luôn. Ba mẹ con làm sắt đi cho kịp để chờ mưa tới rồi. Ừ. Mưa đen thui tù lùi rồi. Mấy đứa nhỏ không biết bên ba nó về chưa nữa. Chưa về để ta trễ mưa chút xíu khỏi về luôn á. Về đây chuẩn bị ăn. Rồi bây giờ xong hết rồi đây ông bà cô bác ơi. Đã chuẩn bị lên trên đây rồi. Lên trên mâm rồi. Lên mâm bây giờ. Hả? Để Trang xuống lấy rồi, cô kiệu. Cô lấy rồi hết, tôi giải quyết hết luôn đi chứ. Đó. Khánh là đứng ở vòng ngoài, Khánh vô rồi. Ui, hồi lùi nha ông à cô bác. Đó. Kêu mấy đứa nó, nãy anh lên đứng ấy đây luôn rồi. Rồi, chuẩn bị lên nè. Chuẩn bị lên ăn nè tụi con ơi. Nè, chơi đi. Bé sau, chào mặt cô bác nè con. Rồi coi chừng đúng đậu, vô ngồi nè. Nè, coi đó con chào ông bà cô bác nè con. Bên tay là đàng hoàng. Ừ, rồi vô nè, cái xu té đó con. Lên, chuẩn bị ăn nè con, chào ông bà cô bác nè bé xu ơi. Ờ, lấy ghế ra coi đó, lấy ghế ra chuẩn bị ngồi ăn con. Nè ghế nè, ghế nè. Để ba lấy ba chuyển qua cho. Rồi tranh thủ chuẩn bị trời mưa phải ba phải xới đất không mà cô bác. Mà xới cho kịp để chút mưa cái dẻ đất là xới đâu được đâu. Mưa ướt á. Sao làm gì con? Gió quá trời luôn mà cô bác ơi. Thôi 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 thôi. Để ông nội xới đó con, tụi con ra ấy à. Thôi thôi thôi. Đây. Lấy cái bịch rau kìa, lấy lên kìa. Máng lên kìa, nó đặt kìa. Gió quá trời. Gió quá. Hả? Này là anh ba đi Nhật lên Việt Nam các mẹ để dành cho hai đứa nó à. Đùi quá. Này cái đó đây. À bưng qua bác ba nè con, tại vì anh hai anh ba không có ở nhà, còn anh lên Việt Nam rồi. Đi đâu? Mà bằng xe máy. À. Vậy là chắc đi ra ngoài về liền giờ á. Kìa 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 kêu kêu anh hai anh ba qua đây. Kìa anh hai anh ba kìa. Đúng rồi. Gì? Rớt nữa hả? Hèn gì nãy giờ thấy mấy xu rầu quá trời luôn nè. Hả Xu? Nãy con vớt đâu con biết không? Nó làm gì không biết. Mà ông bà cô bác kia ta. Mà ông bà cô bác kìa. Ăn đi. À con ăn đi. Đưa lên miệng rồi hả? Ăn đi. Nãy giờ đợi nãy giờ á. Tiên cho Xu trước.
Rồi tụi con lên đây ghế ngồi nè, lên ghế ngồi hủi rùi nè, giờ ăn nè con, tụi con nè. Lên trời đất. Sau đi cho đi lên nè, nhanh lên con. Nè Nam con chọn bà cô bác nè con ơi. Lụm cây gì vậy? Hả? Đâu cây gì đây? Cây để đánh đít hả? Hả? Rồi cầm cây chọt chọt nữa để ăn. Rồi cất đi con. Về ba, tại vì lúc này anh ba không có, cũng bị bệnh thì ở nhà ông bà cô bác ơi. Rồi đi về đi con. Đó, mưa gầm gầm gừ tiếp rồi. Ngon không sâu? Trời ơi ngon rồi. Thấy ăn thấy thương chưa? Nè, trời mấy đứa nhỏ nè tụi con. Nè tụi con mở, mở cô bác ăn nè. Rồi giờ ba người lớn mà cuốn mà. Nói ăn không à, cherry ăn không đi. Hả con? Trời ơi nãy giờ bốn ba chiến binh nhỏ mà ăn mà người lớn cuốn. Người lớn cuốn kịp luôn rồi. Đây ông bà cô bác ở nhà cuốn hết luôn nè. Ba nãy giờ ba xới đất chưa xong, chút xíu nữa mới xong bà cô bác ơi. Ngon không cà rốt? Ngon. Có nhiều không? Nhiều. Cài á nha, có mắm nêm với nước mắm nè. À nước tương hả? À trời ơi bé Xu ăn súp mà chấm dưa nữa hả? Hồi nãy giờ cũ kiệu. Ừ, con ăn đi, tụi con ăn đi, nước mắm này bà nội làm ngon lắm á. Ừ. Cho ăn nước tôm nữa ngon. Nào. Sao con ăn rau không? Đang ăn cuốn rồi hả? Dài quá. Để lại đi. Cuốn đi thì cuốn cho nhiều. Củ kiệu nè là Tết tới giờ đó mà cô bác. Chỉ được Tết mới có củ kiệu thôi đó. Giờ này hết rồi. Ăn đàng hoàng tụi con. Xu giỏi lắm á. Rồi nào đậy lại đậy, còn nào ăn thì ăn luôn. Dạ. Rồi còn dư thịt thì ai muốn chấm mắm nêm không thì chấm. Dư còn thịt thì chả. Cái nước nữa. Cái nữa hả? Này có hai loại nước chấm, một loại mắm nêm với một loại là nước mắm nha, hai cái nước mắm chua ngọt và mắm nêm. Ai thích ăn nước chấm gì thì có nước chấm nấy. Múc đi. Trời ơi mẹ cuốn vừa bự dữ vậy. Cái cuốn nó mẹ cuốn quá trời quá hớp vậy mẹ.
Trời ơi quá trời dưa leo luôn. Mẹ mẹ ăn cuốn đó hả? Trời ơi mẹ có cái cuốn của bà nội, để quay sát qua bà cô bác ơi. Bà cô bác ơi, cái cuốn này cuốn cổ thụ. Bà nội cuốn cái cuốn cuối cùng hết bún rồi. Rau đi thịt mẹ bỏ thịt mẹ củ kiệu. Mẹ quên củ kiệu. Rồi đó quắn ra lấy thêm cái bánh tráng nữa em ơi. Đó mẹ bỏ củ kiệu nhiều vô. Đó, đôi bàn tay sáu mấy năm của lão Phật gia đây ông bà cô bác. Đó, mẹ chạy kệ rồi. Rồi cái cuốn này là bà nội ăn cuốn này là cuốn cuối cùng luôn. Đây ông bà cô bác ơi, bây giờ thì chính thức là cả nhà mời ông bà cô bác, mời ông bà cô bác dùng bánh cuốn đây, bánh tráng cuốn nha. Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay là giấy tờ ở bên đây là bên Sở Y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Mẹ cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình